Mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa của mình nha. Anh em xem kênh nhớ nhấn cho mình xin một like và một cái nút đăng ký kênh kế bên cạnh nha. Để mỗi lần mình đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay ha. Thì hôm nay mình có một ít loa chép nữa mọi người. Thì có chép giấy ha. Đó, thì ở đây có con chép cặp chép digital nữa. Thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình quay cận cảnh ha. Mình sẽ báo giá từng loại một cho anh em mình tiện việc theo dõi nha. Thì đầu tiên mình sẽ có ba cặp chép giấy nha mọi người ha. Ba cặp này thì nó hoàn toàn nó giống nhau. Đó. Thì cái tình trạng của lo thì ba cặp nó cũng tương đối giống như nhau luôn ha. Thì đây chính là mình sẽ quay và mình sẽ đo kích thước cho anh em mình cùng xem. Thì lo chép giấy có đường kính là 7 phân nha mọi người ha. Còn chiều xéo là 8 phân rưỡi ha. Chép giấy có tẩm dầu và mũi là mũi nhôm. Nói chung là mặt lo zin nha. Mặt lo zin đẹp nguyên bản nha mọi người ha. Nè, thì ở đây bên đây nó có mấy cái này nó lon keo màu vàng vàng ở giữa. Thì cái này là keo zin của nhà sản xuất nha. Mình sẽ quay cận cảnh cho anh em mình xem. Nó thì những cái lo này là hoàn toàn là zin hết nha mọi người ha. Nó thì ở đây có mấy cái nè. Tại người xưa người ta làm thì có đôi khi người ta làm bằng thủ công chứ không phải là làm máy móc như bây giờ, cho nên là keo lem là việc không thể tránh khỏi nha. Và cái những cái keo ngày xưa thì anh em mình nhìn là biết liền ha. Nó keo mới keo cũ thì anh em mình nhìn sẽ biết liền. Thì đây mình sẽ có ba cặp nha mọi người ha. Lo cái trợ kháng là 8 ohm, sản xuất tại Nhật nha. Thì giá cho mỗi cặp là 300.000 nha mọi người ha. Mình có 3 cặp nha, giá mỗi cặp là 300.000. Và giá trên thì mình đã có kèm tụ cho anh em mình đầy đủ hết rồi. Về anh em mình chỉ kiệt đấu nói vào là chơi thôi. Có anh em nào điện tí mình sẽ alo lại sau nha. Thì mình sẽ có kèm tụ đầy đủ hết cho anh em mình về chơi nha. Khỏi mất công mà anh em mình lăn tăn về vấn đề tụ để mà phối ghép nữa. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình quay tiếp với cặp tiếp theo. Thì nếu như mà anh em mình liên hệ không được hoặc không nhấc máy, xin anh em mình để lại giùm mình một tin nhắn nha. Mình sẽ trả lời cho anh em mình sớm nhất có thể nha mọi người ha. Rồi mình xin cảm ơn anh em mình rất là nhiều. Thì cặp tiếp theo đây là một cặp loa chép của Trio nha mọi người ha. Đó, sản xuất tại Nhật, trợ kháng là 8 ohm nha. Đó, thì cộng là bên đây nè ha. Đó, còn trừ là bên đây. Nói chung cặp này còn rất là đẹp luôn mọi người. Cặp loa này nó rất là lâu đời rồi. Nó dạng loa cổ rồi mọi người. Nhưng mà rất là đẹp nha, cái chấm đỏ là cộng nè ha. Nó thì anh em mình xem những cái dòng lo mà cái dòng lo cổ ngày xưa á, nó hay chấm những cái chấm bự bự vậy nè. Đó. Thì ở đây chính là cái phần mặt trước nha. Thì cái này là phần keo đó mọi người, mình chưa có rảnh, mình chưa có vệ sinh ra nè ha. Đó thì cái này gỡ keo ra thì ở dưới là nó sẽ là một cái miếng sắt còn rất là mới nha. Đó thì cái này mình chưa có rảnh để mà mình vệ sinh nữa thì mình làm clip luôn đi ha. Anh em nào mà có ưng thì mua về vệ sinh giùm mình nha. Nó thì cái này cũng cũng dễ thôi, lấy tay gỡ rồi từ từ là nó ra rồi mọi người. Đó. Thì cái này nè, lớp trên là lớp keo nha. Thì anh em mình gỡ vô tới hôm này nè ha. Đó. Còn cái màng lo là không có ảnh hưởng gì tới cái keo này nha. Cái màng lo là phía bên trong, còn keo này nằm ở ngoài. Đó. Thì đây là một cái màng giấy màu vàng rất là đẹp nha. Và cái màng lo màu vàng. Thì cái dạng lo này là màu lo là lo cổ luôn rồi mọi người. Đường kính là 9 phân rưỡi nha. Đường kính là 9 phân rưỡi. Màng lo màu vàng rất là đẹp nha. Đó. Thì giống mấy cái lo AR mọi người, cái màng nó giống vậy ha. Đó. Thì đây cặp chép Trio. Thì giá cặp này là 600.000 nha. Giá cặp loa chép Trio này là giá 600. Và mình đã có tèm kèm tụ cho anh em mình đầy đủ rồi nha. Đó, anh em mua về là chỉ việc đấu nối thôi, không cần phải lăn tăn về vấn đề tụ nữa. Còn nếu như mà anh em mình có phân tầng sẵn thì đấu vào phân tầng, còn không thì cứ đấu cái tụ mình gửi kèm nha. Tại tụ mình đã cân nhắc với lo. Thì tiếp theo đây mình xin giới thiệu cho anh em mình là một cái cặp chép nha. Một cặp chép digital. Đó thì đây chính là ở phía trước này hơi bị xước một xíu nha mọi người ha. Hơi bị xước nhưng mà lo zin ha. Lo zin hoạt động bình thường và nó rất là nặng nha mọi người ha. Cái hộp này nhìn như là cái bình ắc quy vậy á. Nó nặng y chang như bình ắc quy luôn mọi người. Trọng lượng rất là nặng luôn nha. Con lo chép này thì trọng lượng rất là nặng nha. Đó. Thì ma răng ha. Trợ kháng là 8 ohm. Đó. Thì đây chính là một vài cái mã số của lo thôi. Thì lo này được sản xuất tại Nhật ha. Xuất cho thị trường Mỹ. Đó. Thì anh em mình có thể tham khảo thêm. Đó. Thì đây chính là phần mặt trước của lo ha. Đường kính ngang là 8 phân rưỡi ha. Còn chiều này là 11 phân mọi người ha, 11 phân. Và dưới này là cái cục từ trường đó mọi người, 7 phân ha. Còn chiều ngang đó là 6 phân. Đó. Còn chiều sâu á là 6 phân luôn. Đó, nói chung là cặp lo này thì zin nguyên bản nha, zin nguyên bản và kêu rất là hay. Đó. Đây. Nó nặng như y chang như bình ắc quy luôn mọi người. Nó nhìn dưới này là tưởng bình ắc quy không ha, không nhìn mặt lo á. Nếu như mà anh em nào mà người ta không biết chơi, người ta nhìn chứ không biết chơi lo, người ta nhìn chắc người ta nói bình ắc quy không đó mọi người. Nó nặng nặng giống y chang vậy luôn á. Đó, thì cặp này giá là 1.200.000 nha. Giá 1.200.000 thì với hình thức là trên này nó hơi bị xước nha mọi người ha. Trên này nè nó hơi bị xước đó. Rồi, thì anh em nào mà có nhu cầu cặp nào thì liên hệ với mình nha. Giá thì mình đã báo hết rồi. Thì anh em mình thấy hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình hoặc là phối ghép nó hợp với bộ vàng của mình á.
hoặc là độ chế gì đó các kiểu ha. Anh em mình thấy sưu tầm được thì cứ liên hệ với mình qua hai số điện thoại phía dưới màn hình nha. Mẫu này thì mình có 3 cặp, còn hai mẫu bên đây thì mỗi cái mình chỉ có 1 cặp thôi. Anh em ưng thì liên hệ mua hàng ha. Còn nếu như mà anh em mình liên hệ sau không còn á thì mình có thể hẹn lại clip sau để mà mình giới thiệu những sản phẩm khác để phục vụ anh em mình tốt hơn. Rồi mình xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều nha, đã dành thời gian quý báu của mình ra để xem clip ủng hộ mình. Và bây giờ thì mình xin phép được kết thúc clip tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em mình đã dành thời gian ra để theo dõi clip nha. Rồi mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video clip tiếp theo nha. Rồi mình xin chào và hẹn gặp lại.